Thầy chào tất cả các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài 103 trang 50 sách giáo khoa toán 7 tập 1 phần đại số. Nội dung bài như sau. Theo hợp đồng, hai tổ sản xuất chia lái với nhau theo tỷ lệ 3, 5. Hỏi mỗi tổ được chia bao nhiêu nếu tổng số lái là 12.800.000 đồng. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ phải gọi cái số tiền lái của mỗi tổ được chia sẽ là x và y đồng, đúng chưa ạ? Bởi vì lúc đầu chúng ta chưa biết nó được bao nhiêu. Thì lời giải giải như sau. Gọi số tiền lái của mỗi tổ. Được chia là x y đồng. Hai tổ chia lái với nhau theo đồ bài cho là 3, 5. Nghĩa là x phần 3 bằng y phần 5. Đúng chưa ạ? Mà tổng số lái ban đầu chúng ta biết là bao nhiêu ạ? Tổng số lái. Mười hai triệu tám trăm nghìn đồng. Nghĩa là x cộng với y trên này này sẽ bằng 12.800.000. Đúng chưa ạ? Mà theo tính chất xấy tỷ số bằng nhau, ta sẽ có là x phần 3 bằng y phần 5 sẽ bằng x cộng y chia cho 3 cộng 5. Và bằng, chúng ta biết x cộng y bằng 12.800.000. Phần 3 cộng 5 là bằng 8. Vậy thì ta sẽ lấy 800.000 này, 12.800.000 này chia cho 8 sẽ được bằng 128 chia cho 8, 12 chia 8 thì sẽ được 1 lần, 18 là 8, 12 chia 8 bằng 4, 48, 48 chia 8 thì được 6. Rồi, như vậy thì sẽ được 1 6 và 1, 2, 3. 0, 0. 0, 0, 0. Sẽ được 1.600.000 đồng. X. Lúc này chúng ta biết rằng là x phần 3 bằng 1.600.000 đồng. Như vậy suy ra x sẽ bằng 1.600.000 đồng nhân 3, đúng chưa? Nhân với 3 sẽ bằng 4.800.000 đồng. Y phần 5 cũng bằng 1.600.000 đồng. Suy ra y sẽ bằng 1.600.000 đồng nhân với 5, nhân với 5 sẽ được bằng là 5, 6, 30, 5, 1, 5 là sẽ là 8
triệu đồng. Đó. Vậy chúng ta kết luận. Vậy số tiền lãi mỗi tổ nhận được là 4.800.000. Và 8 triệu đồng. Đó. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em giải xong bài 103 trang 50 sách giáo khoa toán 8, à toán 7, tập 1 phần hình học. Thầy chào tất cả các em.